Xin chào mọi người đã quay trở lại với bài số 19. Hôm nay chúng ta đã được học về hai phụ âm mới và hai phụ âm này khá là đơn giản với mọi người đấy. Ok, đó là phụ âm n và phụ âm Hai âm này sẽ có điểm gì giống nhau và điểm gì khác nhau? Thì mọi người thử tìm xem. Em thì em tìm thấy rằng là nó có điểm giống nhau thứ nhất, đó là nó đều có chữ n. Ở đây cũng thế, cũng có chữ n. Nhưng điểm khác nhau là cái âm đằng sau này nó còn kéo dài hơn ra một xíu. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng vào phân tích kỹ hơn các chị nhé. Đầu tiên âm này thì âm này nó khá giống tiếng Việt, mình sẽ đọc âm này là n, n. Cả cái lưỡi ở phía trên đưa lên hàm trên, à cả cái mặt lưỡi phía trên đưa lên hàm trên ạ, chứ không phải chỉ là đầu lưỡi, cả mặt lưỡi ạ. N, n hạ xuống ạ, hạ lưỡi xuống và đọc là n. Tránh trường hợp mình đọc là l, l, l như thế là mình chỉ cong cái đầu lưỡi lên trên thôi. Còn đây mình áp cái mặt lưỡi vào trên cái hàm trên, các em áp cả cái mặt lưỡi vào hàm trên, n, hạ lưỡi xuống, n, n, đúng rồi. Và nếu như mà đọc âm l cao thì mình chỉ cần đưa đầu lưỡi lên đúng không ạ, còn đây thì mình đặt cả cái mặt lưỡi lên trên, n, 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 đúng rồi, n. Và còn âm này thì sao? Âm này thì nó cũng giống như chữ n mà nó lại cũng khá giống chữ g nữa đúng không ạ? Với cái đuôi này thì nó là sự kết hợp giữa chữ n và chữ ng. G thì nó đọc cũng gần giống như tiếng Việt. Tiếng Việt mình đọc cái chữ này là ng thì âm này cũng đọc như vậy, tuy nhiên nó không phát ra âm ở đấy ạ. Mình sẽ đọc là đúng rồi, không có âm ở đằng sau. Mở rộng miệng âm này, âm mũi ạ. Đẩy hơi, đẩy âm ra. Lưỡi đặt xuống răng dưới, lưỡi đặt xuống hàm dưới ạ. Giống như nói chữ ng nhưng mà mình không nói âm ờ thì mình sẽ nói là chính xác ạ. Rồi, dễ lắm, tí nữa đọc vào từ các chị sẽ thấy là nó dễ. Ok, mình sẽ sang âm đầu tiên, đó là phụ âm n. N như em vừa nói, đó là cả cái mặt lưỡi của mình chạm lên hàm trên ạ, để tránh trường hợp là chị nào bị nói ngọng ấy, n thành l ấy. Thì chú ý nhá, âm n, n thấp này này thì mình sẽ đặt cả cái mặt lưỡi lên hàm trên, n. Còn nếu như mà nói L cao thì mình sẽ đặt cái đầu lưỡi lên ạ. L, L. Còn đây là đặt cả cái hàm, cả cái lưỡi này. N, N. Đúng rồi. Rồi, mình sẽ đọc vào từ mọi người nhé. Night, Nighty, Nighty. Ai này? Nighty, trọng âm rơi vào âm 1, nhấn mạnh âm 1 ạ. Nighty, kệ từ này ạ. N, You, News, News, đúng rồi, âm you, news, âm cuối chú ý bật giúp em. Từ tiếp theo mình có âm n, ow, now, now, kệ. Từ tiếp theo ạ, n, o, u, o, no. Và âm này nhấn trọng âm này, có cái dấu trọng âm ở đằng trước này, nên mọi người sẽ đọc ta cao và to âm này. Và các âm còn lại thì đọc bình thường ạ. Nobody, nobody, nobody. Ok, great. Mình sẽ sang slide tiếp theo mọi người nhá. Rồi, từ này mình có là n, need. Âm y dài, kéo dài dạ. Need. Chú ý âm cuối ạ. Need. Tiếp theo mình có từ này. À, đến từ này rồi. Âm này nó đứng ở vị trí cuối cùng thì mọi người chú ý này. Khi mà âm n đứng ở vị trí cuối cùng thì nó sẽ bị giảm đi. Nó chỉ còn lại là đó, cả cái mặt lưỡi đưa lên hàm trên giúp em nhé. Nó không còn là n nữa mà nó là nó sẽ được giảm đi, giảm âm đi khi nó đứng ở vị trí cuối cùng. Ví dụ từ này mình không đọc là of n, mình không đọc là of n mà mình sẽ đọc là often, often. Ở đây nối âm này sang ạ, phần đó, mặt lưỡi đặt lên trên răng, à, mặt lưỡi đặt lên cái vòm họng phía trên ạ. Phần, often, often, good, chính xác ạ. Từ tiếp theo mình có là one, one, mặt lưỡi đặt lên hàm trên ạ, one, chính xác. Và từ tiếp theo nỉ, sunny, sunny. Rồi chữ V ngược là mình đọc là âm đọc nhanh dứt khoát ạ, sunny. Đó, học đến những cái phụ âm này thì rất là tuyệt vời, bởi vì mình được ôn tập lại những cái nguyên âm đã được học, học đi học lại như vậy nó mới chắc mọi người nhỉ. Rồi, tiếp theo từ này có âm n, nun, nun, âm u kéo dài ạ, âm n cuối ạ, nun. After,
Afternoon, trọng âm nhấn vào âm này và trọng âm nhấn vào âm này. Cái này mọi người nhớ là gì không ạ? Là trọng âm phụ, cho nên là chúng mình sẽ đọc có nhấn mạnh ở hai âm này, âm giữa thì nó không được nhấn mạnh thôi ạ. Afternoon, afternoon, chính xác. No, oh, no, u, oh, no, good. Tiếp theo mình có n, knife, n, knife, good. Hôm nay nào, win, winter, ter, winter, winter. Đúng rồi ạ, mình đi tiếp nhé mọi người. Rồi, từ này thì sao? Sn, sn, à, có âm S và âm N. Vậy thì mình sẽ phải ghép nhanh ạ. Sn, snow, snow, u, u. Tránh trường hợp đọc là snow mọi người nhé. Bởi vì snow nó thừa mất ra cái âm ơ rồi, mọi người thấy không? Nếu mà đọc là snow thừa ra âm N là một này. Thứ hai nữa là nó sẽ biến thành hai âm tiết. Snow mà từ này chỉ có một âm tiết duy nhất thôi. Mọi người chú ý nhé. À, mình ghép nhanh nào. Sn, sn, âm snow, snow. Và âm này nào. In, in, in. Chính xác. Và bây giờ chúng ta luyện vào từ ạ. N, snow, often. In, winter, snow often falls in the winter. Snow often falls in the winter. N, need, n, knife, n, now. I need that knife now. I need that knife now. Ok, đó là âm n. Có hai cách đọc ở đầu và ở cuối đúng không mọi người? Ở đầu thì mình đọc là n, ở cuối thì mình đọc là n. Ok, bây giờ mình sang âm tiếp theo. Âm này thì đọc gần giống như chữ ng trong tiếng Việt nhưng không phát ra âm ơ đúng không ạ? Mở rộng miệng ạ. Lưỡi để thoải mái. Lưỡi này chạm vào cái chân răng dưới ạ. Để thoải mái. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ vào nhé. Yeah. À, yeah. Yeah. Young. Young, young. Âm G này này chúng ta chưa được học. Tuy nhiên âm này thì mình chỉ cần hạ cằm xuống thôi. Mình đọc là yeah, yeah. Đúng rồi. Young, young. Kết thúc âm này là phải mở miệng ạ. Mở rộng miệng ạ. Rồi tiếp theo. K, I, ki, ki. King, king. Mở rộng miệng ạ. Long, long. Đúng rồi. Đọc nhanh dứt khoát ạ. Long. Và từ tiếp theo. Wing, wing. Mở miệng ạ. Ok, khá là đơn giản đúng không mọi người? Tiếp tục mình sang âm này. Slide tiếp theo nhé. Song, song. Đọc nhanh dứt khoát ạ. Song, mở rộng miệng. Âm ngờ mở rộng miệng ạ. Strong, strong. Ở đây thì mọi người chú ý này, nó có phụ âm ghép này. Strong, strong. Đấy, chu môi lên một tí. Strong, strong, strong. Chu miệng lên với âm R mọi người nhé. Phụ âm ghép này ghép thật là nhanh ạ. Strong, strong. Ghép nhanh. Strong, strong, strong. Đúng rồi. Strong, strong. Mở rộng miệng ở cái âm giúp em nhé. Rồi, tiếp tục mình có nào. Ting, ting. A, waiting. Waiting, trọng âm rơi vào âm 1 mọi người nhé. Waiting, nhấn mạnh âm 1 ạ. Tiếp theo mình có là sing, ing, singing, singing. Mở rộng vào miệng ạ. Rồi, kết thúc miệng lúc nào cũng mở với âm giúp em nhé. Ok, tiếp theo mình có là finger, finger, finger. Ok. Sing. Ủa? Singer, singer. Ủa tưởng cái từ này đọc là singer chứ nhỉ? Đúng rồi. Singer, singer. Để lát nữa em check lại cái từ này xem. Sing, sing. Chữ N ở đây nghĩa là phải đọc là âm này. Rồi, ok. Singer. Mọi người cứ đọc vậy đi, lát em check lại xem nhé. Singer. Chờ em xíu. Rồi, tiếp tục. Pink, pink. Và âm tiếp theo. Bank,
Bank. Tuy là âm này ở đây ấy, nó đứng ở vị trí bên trong, nó không được ưu tiên bật. Tuy nhiên mọi người để ý khẩu hình miệng nói thì nó vẫn mở nhưng mà nó không nhiều như đứng ở vị trí cuối cùng, đúng không ạ? Bank, bank. Bởi vì nó phải di chuyển để còn phát âm ra cái âm cuối này nữa. Bank, âm e bẹt mở rộng miệng ạ. Bank. Ok, rồi mình tiếp tục nào. Và từ này là sao đây? Uncle, uncle, uncle. Rồi bây giờ mình sẽ tập đọc vào từ này mọi người nhé. Uncle. Waiting. Bank. My uncle is waiting at the bank. My uncle is waiting at the bank. Singer. Singing. Songs. Rồi bây giờ mình đọc. The singing is singing sweet songs. The singer is singing sweet songs. The singer is singing sweet songs. Ok, chờ em tìm lại cái từ singer mọi người nhé. Để xem nó còn có cách đọc khác không. Mọi người ơi, phiên âm như vậy là đúng rồi mọi người ạ. Đây. Đây mọi người ơi. Em tra trong từ điển đấy ạ. Singer, singer, singer. Đó, nó sẽ di chuyển như vậy là đúng. I'm so sorry. Và đó là toàn bộ nội dung của bài ngày hôm nay này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn tập lại, nhắc lại một lần nữa trước khi mà kết thúc mọi người nhé. Âm này thì chúng ta sẽ có cách đọc, đó là đưa cả cái lưỡi của mình lên cái hàm vòm họng trên và sau đó đọc gần giống chữ N, đúng không ạ? N, N, N. Đó, mọi người luyện N thấp N cao giúp cho em nhé. N, N, N. Đưa cả cái mặt lưỡi lên trên ạ. Và đứng ở vị trí đằng sau, đứng ở vị trí cuối cùng thì nó sẽ đọc là N, N. Đứng ở vị trí bên các vị trí còn lại nó đọc là N, N. Đứng ở vị trí cuối cùng nó đọc là ví dụ từ này là n n nine nine. Great. Và âm này nó là mở rộng miệng ạ. Trong từ sing. Rồi lặp lại một lần cuối cùng giúp em ạ. N n nine. Nine. Sing. Ok, đó là toàn bộ nội dung của bài ngày hôm nay rồi. Chúc mọi người có một bài học thật là dễ dàng, thú vị và đạt hiệu quả cao nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở video số 20. Bye bye.